Nếu như ở nhiều địa phương sau đợt lũ lịch sử vừa qua, nhiều diện tích hoa, cây cảnh ngoài đê, ngoài bối bị thiệt hại, thì hàng chục hecta quất cảnh ở ngoài bối của các thôn Tầm Tang, Sâm Trong, Sâm Hồng của xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang không bị thiệt hại. Giữ được tất cả các diện tích quất cảnh ngoài bối này, giá quất cảnh sẽ tăng cao bởi ở các vùng quất cảnh ngoài bối của nhiều địa phương đều đã bị thiệt hại. Rất là may là không bị ngập lụt. Như nhà tôi là có 4 sào. Nếu như mà không phòng chống được lũ quất cảnh cho tôi là trong 4 sào đó thì thiệt hại tầm độ khoảng 700-800 triệu. Đến bây giờ các cái thương lái của các nơi đã đổ về để nhận mua các vườn. Giá cả thì so với của năm trước thì có một phần nhích hơn, chênh nhau từ 1 đến 200 nghìn một cây. Xã Thắng Lợi có diện tích quất cảnh ngoài bối gần 170 mẫu. Trong đợt lũ vừa qua, khi nước sông Hồng lên cao, từng thời điểm báo động lũ, xã đã có các biện pháp để ngăn nước sông tràn vào khu vực ngoài bối. Đặc biệt, khi nước sông lên báo động 3 trên dọc tuyến đê bối dài 6 km và 4 km bờ bao bờ vùng. Ngoài sự hỗ trợ các lực lượng của huyện, các xã lân cận và sự vào cuộc quyết liệt của nhân dân trong việc huy động vật tư, nhân lực để bè bờ chống tràn, xã Thắng Lợi đã triển khai thực hiện các biện pháp ngăn vỡ đê bối và các bờ vùng bờ thửa ở các điểm xung yếu đảm bảo an toàn cho cây trồng. Trong đó là các biện pháp kỹ thuật để ngăn nước tràn, chống thấm, ngăn chống sóng. Chúng tôi đã chỉ đạo nhân dân đi mua tất cả các tre, bạt và đồng thời chúng tôi cắm tre ở vòng ngoài và đồng thời giải bạt ở vòng trong. Ở giữa là chúng tôi cho nhân dân tất cả huy động cát, đất lúc bây giờ của bà con là chúng tôi múc vào, đóng vào bao để chèn vào tất cả cái khe đó. Khi giải bạt là sẽ tránh được sóng để nó không nở ra nữa. Vì đất của chúng tôi là đất phù sa cho nên là nó rất là yếu. Thế khi đó là chúng tôi phải xác định là phải có bạt, có tre ở ngoài và đồng thời là bao cát phủ tiếp nữa thì đâm ra sóng mới không đánh vào được. Cái bạt này là nó sẽ không xoáy được vào một cái điểm nào của cái bờ bao đó thì nó sẽ đảm bảo hơn. Đấy, nó vừa có hiệu quả về chắn sóng, vừa là chống thấm. Cùng với đó, ngoài trạm bơm dã chiến, nhân dân địa phương còn huy động hàng chục máy bơm nhỏ để tiêu nước mưa. Chính vì vậy, khi mực nước sông Hồng lên trên báo động 3, tất cả các diện tích quất cảnh ngoài bối trị giá hàng chục tỷ đồng được bảo vệ. Vì vậy, sau khi nước rút, diện tích quất cảnh nơi đây vẫn an toàn. Hiện thương lái khắp nơi đã về đây để đặt cọc mua quất. Dự báo năm nay, Thắng Lợi sẽ được giá quất. Kết quả này được xuất phát từ cách làm quyết liệt, đúng quy trình, chống lũ của chính quyền và nhân dân nơi đây.